Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đây lòng Chúa, ai tuốt không bến bờ, thương loài nhân thế đang vướng tôi nhớ. Đem chót máu thịt nuôi dưỡng xác hồn, ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn. Con xin kính tin sắp mình thờ lấy Chúa và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa ở nơi thế gian và trên chốn thiên đình. Trong hình bóng Chúa nao thân khó hèn, con dù không thấy luôn vững niềm tin. Đây chính mau thịt con đứng Chúa Trời, là vua trên hết các vua trần này. Con xin kính tin sắp mình thờ lấy Chúa và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa ở nơi thế gian và trên chốn thiên đình. Chúng con kinh lạy và ngợi khen sở mầu nhiệm thánh thánh rất sang trọng, mầu thánh rất châu báu vô cùng, bởi lòng Đức Bà Maria đồng trinh sạch sẽ mà ra. Đã để mình trong phép mầu nhiệm này cho được ở cùng chúng con, là đêm sau hết khi người còn ngồi cùng các môn đệ mà ăn bữa tối, là bữa trọng trên hết các bữa, khi đã giữ cho đủ các phép đạo cố truyền lại mà ăn bữa này. Đoạn mới phó mình cho 12 môn để lấy làm của ăn, ngồi thứ hai ra đời làm người, phán một lời phép tắc vô cùng mà làm cho bánh thật trở nên mình người, cùng làm cho rượu nho hóa nên máu người thật. Vì vậy, dù con mắt chúng con xem chẳng thấy, thì phải có đức tin cho được vững lòng. Vậy chúng con phải thờ lấy phép rất thánh rất trong giường ấy, vì các phép đạo tu trong bằng phép này. Vì chúng con phải có lòng tin cho bền, hay vì con mắt chúng con xem thấy, chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, cùng thờ lạy kinh mến ngợi khen và hát mừng sự mầu nhiệm rất thánh này đời đời chẳng cùng. Amen. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Luca. Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho Người rằng có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy. Người trả lời với họ rằng: mẹ và anh em ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Ngoài gia đình tự nhiên dựa trên huyết thực, chúng ta còn có gia đình thiêng liêng dựa trên nền tảng đức tin. Kitô hữu là những người sống trong đại gia đình hội thánh, là gia đình của Thiên Chúa. Có Chúa Giêsu làm người anh cả, với gương mẫu của Chúa Giêsu, mọi người luôn sống tinh tình liên đới, hiệp thông và trách nhiệm với những người chung quanh. Lời Chúa khẳng định: mẹ và anh em của ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Lạy Chúa, Thánh Gia-cô-bê nói: đức tin không có việc làm là đức tin chết. Xin giúp chúng con luôn biết lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành ngay trong gia đình mình. Và như thế là chúng con đang xây dựng tốt mối quan hệ trong gia đình của Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tang xác xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền về tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa
Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền về tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền về tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương
thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hiếu, con xin dâng này đấng chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy đấng chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy đấng chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền về tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy đấng chí thánh là Thiên Chúa Chúa toàn năng hằng hiếu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy đấng chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy đấng chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Này Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền về tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì
của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trong cây nơi Chúa. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trong cây nơi Chúa. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trong cây nơi Chúa. Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắc ân, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dầu tội lỗi con to lớn và sơ sót phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha, bởi vì Cha là Đấng xót thương. Từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tin thác. Lời Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là Đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con.
lạy Chúa Giêsu. Từ nay xin Chúa chăm sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria Đức Thánh Mẹ Chúa. Qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng Chúa thương xót sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúa là đấng hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Ngày thứ ba, cầu cho lương dân. Lạy Chúa Giêsu đấng đầy lòng thương xót, Chúa là ánh sáng chiếu soi toàn thế giới. Xin hãy đón nhận vào trái tim vô cùng từ bi Chúa linh hồn các người ngoại giao và những người chưa nhận biết Chúa. Nguyện xin ánh sáng ân phúc của Chúa chiếu soi họ, để họ cũng được cùng với chúng con tôn vinh lòng thương xót kỳ diệu của Chúa, và đừng để họ lìa xa trái tim vô cùng từ bi Chúa. Lạy Cha hằng hiếu, xin Cha đoái thương đến những linh hồn các người ngoại giao và những người chưa nhận biết Cha nhưng vẫn được ôm ấp trong trái tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Xin Cha dẫn họ tới ánh sáng phúc âm. Những linh hồn này chưa biết rằng yêu mến Cha là hạnh phúc cao cả. Xin ban cho họ thấu hiểu tình thương bao la của Cha đến muôn đời. Amen. Xin mời mở sách trong 38. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin bao ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Thank you.
Thank you.
Chúng ta mở trang số 21. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ngâm mình Thánh Chúa trên bàn thờ này. Nói thì cho tỏa tâm lòng yêu mến. Đây Chúa Thiên cùng xuống nơi gian trần. Hồn con tin mến lãng quên thời gian. Ôi Giê-xu, Chúa hiền vinh, con mong ước sống an bình. Mình mong Chúa lương từ thần linh, nuôi hồn con cái tháng năm no lành. Đêm tôi chuông dần trên cõi thế, con chạy đến Chúa càn khôn, ngàn muôn ơn thân xin đổ xuống, giữ gìn chúng con cả xác hồn. Mơ thấy Chúa trời lòng nguyên ưa, thầm mong cảm nghiệm lu ngủ ngon. Vầng đông lâm lo chân trời thăm, sẽ hát mừng Ngài khu nhận khoan. Ban xuống chuỗi ngày đầy sức sống, bồi thêm sinh khi kéo tàn phai. Chập chờn bóng tôi gieo sợ hãi, xin hãy đốt lên lửa sáng ngời. Đồng thanh ca tụng Cha hằng hữu và Thánh Tử Ngài, Đấng Phùng Sinh, Thần Linh Thanh Ai, ơn phù trợ muôn thuở ngàn đời mãi hiền vinh. Lạy Chúa, xin đừng ẩn mặt đi, vì con vẫn tin cậy nơi Ngài. Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn nguyện. Lắng nghe con nài van, bởi Ngài thành tin, đáp lại lời con vì Ngài công minh. Xin chớ đòi tôi tơ ra xét xử, vì trước thanh nhan Ngài chẳng có người nào công chính. Kẻ thù bách hại con, chà đạp con dưới đất, đẩy vào chốn tối tăm như những người đã chết từ bao thuở. Hơi thở con chỉ còn thoi thóp, nghe con tim ra lạnh trong mình. Nhớ ngày tháng xưa cũ, con hoài niệm mọi công trình của Chúa và gẫm suy việc tay Chúa làm nên. Hai tay cầu Chúa giơ lên, hồn con khát Chúa như đất khô. Xin mau đáp lời con, lạy Chúa, hơi thở con nay đã hầu tàn. Xin đừng ẩn mặt đi, kẻo con hóa ra người thiên cổ. Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa, vì con vẫn tin cậy nơi Ngài. Xin chỉ dạy đường lối phải theo, vì con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Xin cứu con thoát khỏi địch thù, lạy Chúa, bên Ngài con chú ân. Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện, bởi Ngài là Thiên Chúa của con. Xin thần khí tốt lành của Chúa dẫn con đi trên miền đất phẳng phiu. Lạy Chúa, vì danh dự của Ngài, xin cho con được sống. Bởi vì Ngài công chính, xin cứu con khỏi bước ngặt nghèo. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Tự muôn đời và chân hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Lạy Chúa, xin đừng ẩn mặt đi, vì con vẫn tin cậy nơi Ngài. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét,
rảo quân tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự. Trong tay Ngài lạy Chúa, con xin phó thác hồn con. Trong tay Ngài lạy Chúa, con xin phó thác hồn con. Ngài đã cứu chuộc chúng con, lạy Chúa trời thành tin. Con xin phó thác hồn con. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Trong tay Ngài lạy Chúa, con xin phó thác hồn con. Lạy Chúa, lúc chúng con còn thương, xin Ngài cứu vớt cho. Khi chúng con đã ngủ, xin Chúa cũng giữ gìn, để cùng thức tỉnh với Đức Kitô và nghỉ ngơi an bình. Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Từ muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Lạy Chúa, lúc chúng con còn thương, xin Ngài cứu vớt cho. Khi chúng con đã ngủ, xin Chúa cũng giữ gìn, để cùng thức tỉnh với Đức Kitô và nghỉ ngơi an bình. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin thương chiếu rọi ánh sáng Chúa vào bóng tối đêm nay, và ban cho chúng con là con cái Chúa được nghỉ ngơi an lành để nhân danh Chúa. Chúng con được vui mừng thức dậy hưởng ánh quang ngày mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót ta, ban cho chúng ta một đêm yên nghỉ và giờ sau hết được chết lành. Amen. Này con là đá, trên viên đá này ta xây giáo hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sứ hùng mưu ma vậy vùng không làm chuyện rung. Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng gấp sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù. Đừng trao người cho ác tâm quân thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng yêu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ. Xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn. Để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã trao qua tất cả các dân tộc cho con yêu quý của Chúa. Xin Chúa kết hợp các dân tộc vào hội thánh Chúa, để những ai đi tìm ánh sáng chân lý được xứng đáng đạt tới Chúa là Thiên Chúa chân thật và duy nhất. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đây nhiệm tin vô cùng cao quý, nào chúng ta phụng bái tôn thờ và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì, dâng về Chúa Cha và Con Chúa lời tán dương mừng chúc vang hòa, cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay
tỏa ngân hương. Để tin Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tan dương cảm tạ suốt đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trôi lại cho chúng con biết tin mình và mau thanh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu với đức kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Xin mời đứng. Kính chào Đức Nữ Vương, bà là mẹ son thương, ngọt ngào cho cuộc sống. Kính chào lẽ cậy trông. Này con trao Eva, thân phận người lưu là, chúng con ngựa trông bà, kêu bà mà không lo, than thở với rên la trong lũng đầy nước mắt. Bà là nữ trang sư, nguyện đưa mắt nhân từ phía đoàn con đoái lại. Và sau đời khổ ai, xin bà khưng tỏ ra cho đoàn con được thấy quả phụng bởi lòng bà, Đức Giêsu khả ai. Ôi lượng cả khoan hồng, ôi tâm lòng xót thương, ôi dịu hiền nhân hậu, Trinh Nữ Maria. Lạy Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời, đến nỗi người ta có thể nói rằng trên trời Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin. Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế gian này, Cha đã từng là Cha nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con Chi Thánh. Nay xin Cha bảo chữa cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con trao phó nơi Cha vụ khó khăn này. Xin Cha giải gỡ giúp chúng con, để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha. Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng. Vâng, chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy Cha không bỏ qua điều gì giúp ích cho những người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái tương đến những than van khóc lóc của chúng con. Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con và chúc lành cho chúng con. Amen. Lạy Thánh Martino rất khiêm nhường, lòng yêu thương nồng nhiệt của người, chẳng những che chở các anh em tung nghèo mà lại cả những thu vật ngoài đồng. Thật là gương huy hoàng của Đức Bác Ai. Chúng con kính mừng và cầu khẩn người, từ tòa cao người ngự, xin đoái thương nhẫm lời anh em tung nghèo kêu xin, để chúng con được ban trước các nhân đức người mà yên vui trong địa vị Chúa đã đặt, và được mạnh mẽ can đảm và thanh ra theo chân Chúa cứu thế và mẹ sầu bi, sau hết được về nước thiên đàng
vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở tay Chúa. Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo xa phạm tội gì mất lòng Chúa, hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp, chớ gì sống chết, con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chúc lành cho chúng con.